Con chào các cô chú anh chị. Hôm nay là ngày thứ 14 của con. Con được 14 ngày tuổi rồi. Hôm qua khi mà mới tắm xong thì cái cuốn rốn của con cũng rụng luôn rồi. Hôm nay cái rốn của con đẹp lắm đó. Các cô chú anh chị có muốn thấy cái rốn của con không? Đó, để mẹ bỏ ra cho các cô chú anh chị xem nha. Để lưu lại khoảnh khắc này luôn. Mỗi lần mà thay tả cho em là mẹ rất là lo về cái cuốn rúng của em. Mẹ sợ đụng vào em sẽ bị đau. Hôm nay, hôm qua em đã rụng rồi nên là mẹ mừng lắm. Em mới xì hơi á các cô chú ơi. Đây cái rúng của em nè. Để mẹ khoe chút xíu nha. Rồi đây. Đó. Em rụng rúng rồi. Cái rúng của em dễ thương không ạ? Đó, khoe cái rúng thôi nha, không có khoe cái kia đâu. Rồi. Bây giờ là 6 giờ 15 phút rồi. Nắng chuẩn bị lên cao rồi nè. Sau đó thì mẹ sẽ đội nón để che mắt em lại và tắm nắng cho em nha. Hi hi. Hi mắt nè. Đó. Lúc mà mới sinh ra thì các cô chú thấy tóc em rất là đen đúng không ạ? Nhưng mà bây giờ thì tóc em nó rất là nâu, mà nâu rất là đẹp luôn, nâu ánh kim luôn. Đó. Nâu lắm luôn, ở ngoài nhìn thấy nâu lắm. Lên hình thì không thấy rõ lắm. Còn những cái lông măng của em á, lông tơ của em thì là màu trắng. Thấy 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 kìa. Con dậy rồi hả? Ơi mẹ đây mẹ đây. Ơi dương mình cho mau lớn nha. Em đang thay da hay sao á? Đó. Mỗi sáng là em sẽ được mẹ tắm nắng cho em nè. Sau đó là sẽ massage bằng tinh dầu. Xong rồi mẹ sẽ lấy khăn ấm và lau lại cho em. Lau mặt, lau tay, lau chân. Sau đó em sẽ được nhổ mắt, nhổ mũi và uống vitamin D. Bàn tay bé xíu của em đây. Thấy ghét quá. Lúc nào em cũng xè xè cái tay ra. Thấy ghét không ạ? Nhìn ở ngoài em không có đen mà sao lên hình em đen quá vậy em? Em ơi, em cũng mẹ ơi. Sáng nay thì ba Colorman đã dậy lúc 4 giờ để đi quay để đi quay bà bán bánh mì ở đâu, hình như ở Bình Dương hay sao á. Bây giờ thì hiện tại ba đang live, còn mẹ thì đang quay khai gờ. Hai giờ đang ngủ nướng đây ạ. À. Cười. Ghét quá đi. Rồi bây giờ thì mẹ chuẩn bị đội nón cho thay giờ nha, để không là sẽ bị chói mắt đó.
Đây, mỗi buổi sáng là cứ nằm ở vị trí này là nắng sẽ chiếu vào phòng. Đó, nắng ở đằng sau cái lùm cây đó đấy ạ. Đó, anh ông mặt trời sắp lên cao rồi, chuẩn bị tắm nắng thôi. Ơi mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây, mẹ đây tay giờ ơi. Mẹ mà lấy khăn mẹ làm cho con nha. Lấy tay ra nè. Tối thì tay sang về tay giờ sẽ nằm ở trong cái nồi, cái củi. Sáng thì mẹ sẽ ẩm tay giờ ra cái gối như thế này để tay giờ tắm nắng. Rồi bây giờ thì hai mẹ con Tây Giờ xin chào các cô chú anh chị nha. Đây mẹ chuẩn bị cho Tây Giờ tắm nắng đây. Bye bye. Mặt ghét.